Tại hội nghị, Ban Văn hóa Xã hội đã thực hiện thẩm tra 9 nội dung chủ trì, gồm 2 báo cáo và 7 tờ trình. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng được người dân quan tâm như tờ trình dự thảo nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý. Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định chế độ khám chữa bệnh, điều dưỡng đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ thuộc diện bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, làm rõ nhiều nội dung trong các báo cáo, tờ trình. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ban Văn hóa Xã hội và cơ quan chuyên môn tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của đại biểu, tổng hợp hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi trình kỳ họp thứ 16 xem xét quyết định.